Tập 273, P2 bạn ồn ào đến mức bạn đang lắng nghe hi mà. Kazama đang hớt hải chạy đến lớp học thêm tiếng Anh. Nếu mà đến muộn chắc thầy giáo và mẹ lại la cho mà xem, đã vậy còn bị các bạn cà khịa nữa. Vậy là cậu bạn phóng như bay, đi ngang qua công viên. Kazama nghĩ đi đường này nhanh hơn nên vòng lại. Đang chạy sấp mặt thì bị Shin gọi lại, thì ra Shin đang bế Hima ở công viên. Shin không biết có chuyện gì mà Kazama lại chạy như vậy. Kazama vừa thở hổn hển vừa bảo đang bận, mà sao Shin lại ở đây? Shin kể là đang chơi trò chơi cùng Hima. Kazama thấy Shin thật xàm xí. Rồi cậu bạn xem đồng hồ thì thấy sắp trễ giờ nên lại chạy sấp mặt. Shin thấy Kazama như vừa ăn trộm đồ lót rồi đang bỏ trốn vậy. Bực quá Kazama quay lại chửi Shin sấp mặt rồi đi tiếp. Shin thấy lại kéo cậu bạn lại rồi nhờ chút xíu. Nhưng Kazama đang vội lắm, vì Hima đang ngủ nên cậu không thể di chuyển được. Kazama không hiểu sao anh em Shin lại bỏ ra đây ngồi, Shin chán lắm, không thể nói được. Nhưng mà tay Shin đang mắc vệ sinh sắp đi ra quần rồi, vì Kazama là bạn thân nhất của Shin. Kazama lại hét toáng lên vì Shin thật xàm, nhưng mà Shin đau lắm rồi. Sắp ra rồi, Kazama sợ quá lục khăn giấy ra, nhanh chóng Shin chụp lấy rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Còn Kazama thì ngồi bế Hima dùng Shin, cuối cùng cũng giải quyết được nỗi buồn. Shin thấy sảng khoái quá, Kazama bảo Shin xong rồi thì ra trông em. Shin liền ra hiệu cho Kazama im lặng, vì Hima đang ngủ nên không thể bế lung tung được. Nên Kazama chịu khó bế tí đi, Kazama lại hét toáng lên. Shin thấy cậu bạn ồn ào vậy thì Hima sẽ thức giấc mất. Còn Shin sẽ vào giặt sạch khăn giấy trả lại cho Kazama, nhưng Kazama đâu cần. Tự nhiên Hima dậy cứ e, Kazama sợ quá bế cô bé đưa qua đưa lại rồi hát ru. May quá, Hima đã ngủ lại, vậy là Kazama phải ngồi bế cô bé mãi. Cậu bạn không biết sao lại bị vướng vào đây. Tự nhiên Hima ý ới vừa ngủ mơ vừa nói sáng rồi cười tủm tỉm. Kazama thấy hay quá, trẻ sơ sinh cũng nói chuyện trong lúc ngủ. Tự nhiên cậu bạn thấy bàn tay cô bé nhỏ nhắn đáng yêu quá. Rồi cậu sờ tay vào thì bị Hima nắm chặt lại. Đúng là thú vị quá, Kazama lại bế cô bé lên nựng rồi cười một mình. Bất ngờ Hima mở mắt ra, thấy người lạ, cô bé nhăn nhó định khóc. Kazama liền bảo mình là bạn của Shin, nhưng Hima vẫn khóc. Kazama liền thè lưỡi ra làm trò chọc cô bé cười. Vậy là Hima mắt tròn xoe nhìn rồi cười vui vẻ. Kazama thấy vậy lại tiếp tục làm chọc Hima cười rồi ôm cô bé vào lòng. Shin lúc này đi ra mà hết hồn. Shin không ngờ nhân lúc cu cậu đi vệ sinh thì Kazama lại lên kế hoạch quyến rũ em gái mình. Nhưng Kazama chỉ đang dỗ cô bé thôi. Shin thấy vậy thì dỗ tiếp đi, cu cậu sẽ đi chơi. Nhưng nghĩ lại thì Shin không thể đồng ý cho cuộc tình này được. Kazama thấy Shin thật xàm xí, cậu bạn đang đến lớp học thi thì tự dưng bị kéo vào đây. Tự nhiên nhắc mới nhớ, sắp đến giờ học rồi, vậy là Kazama trả Hima cho Shin để đi. Nhưng cô bé cứ kéo áo Kazama không chịu bỏ ra. Shin thấy tình hình là Hima cũng thích Kazama rồi. Thôi thì Shin đành tác thành cho hai người để cả hai hẹn hò vậy. Shin thấy mình đúng là một người anh tuyệt vời. Kazama nghĩ Shin bớt xàm đi, tự nhiên Hima nhìn Kazama rồi cười dịu dàng. Vậy là cậu bạn tưởng tượng sau này cùng Hima bước vào lễ đường, Shin bảo Kazama cứ yên tâm. Chắc chắn lớn lên, Hima sẽ là một cô gái xinh đẹp. Kazama nghe mà hết hồn, bất ngờ mẹ đến cho Shin một trưởng sấp mặt. Thì ra mẹ nhờ Shin ở nhà trông em mà cậu lại lôi cô bé ra đây. Mẹ thấy cảm ơn Kazama quá, mà tối rồi nên mẹ sẽ bế Hima về. Kazama nhìn sang thì hết hồn khi mặt trời đã lặn. Mẹ bảo Kazama nhớ về nhà sớm không mẹ lại lo. Sau đó mấy mẹ con Shin tạm biệt Kazama ra về. Hima cũng ú ớ chào Kazama, tự nhiên cậu bạn thấy vui quá. Về nhà cậu bị mẹ chửi sấp mặt vì tội không đến lớp tiếng Anh. Nhưng Kazama lại thông báo với mẹ là mình đang yêu, mẹ Kazama nghe mà đứng hình luôn. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 1144 phần 2 điểm nhấn chính Shinosuke Dazo. Một bóng dáng phía sau cánh cửa, Shin đang luyện bí kíp gì đó. Chỉ thấy cậu ta đang khởi động tay chân và nhìn vào những huyệt đạo trên cơ thể. Shin xuất hiện và điểm vào xương sống của một người nào đó. Câu chuyện bắt đầu với vị khách đầu tiên. Một anh tới nói mình muốn nhờ Shin giúp đỡ. Shin thắc mắc thì anh ta nói Shin hãy cho mình được nói hết câu đã đừng ngắt lời. Thì ra khi anh ngồi viết, cái lưng nó đau không thể ngồi quá lâu được mà muốn Shin giúp cho anh ta. Tất nhiên trước khi ông thần Shin giúp thì cũng phải có thứ gì coi như tiền công chứ. Anh ta đưa ra một hộp bánh cá sấu. Shin nhanh chóng nhận chiến lợi phẩm, còn nói anh ta may mắn lắm mới được cậu ta ra tay giúp. Shin sờ nắn cái lưng một hồi rồi điểm huyệt một phát khiến anh ta đau đớn hét lên. Nhưng mà công nhận hiệu quả thật, anh ta có thể ngồi viết được nguyên một chồng lớn. Còn được quản lý khen ngợi qua một đêm mà có thể viết được nhiều như vậy. Nhưng kết thúc anh ta vẫn bị loại như bình thường. Anh ta tới khóc lóc trước mặt Shin là đã kết thúc thật rồi. Tiếp tục với câu chuyện tiếp theo là một cô gái. Trước tiên đã đưa lễ vật là hộp bánh cá sấu màu xanh lá cây. Sau đó cô trình bày vấn đề là mình là dù đã cố gắng ra sao thì vẫn không thể gặp được người đàn ông tốt nào. Nhưng yêu cầu người đàn ông tốt hơi cao, một người làm chủ mới chịu.
xin giúp cho cô gái đó trở thành người phụ nữ hấp dẫn hơn. Trong một bữa tiệc sang trọng, cô đã thu hút được sự chú ý của một anh chàng. Anh ta tới làm quen với cô, tán gẫu với nhau một hồi khiến cô e thẹn. Nhưng khi anh ta bưng lên một cái bình gốm tặng cho cô, do một phút bốc đồng cô đã dùng sức mạnh của mình chém bay cái bình thành mấy phần. Điều này khiến anh chàng sợ hãi bỏ chạy mất tiêu. Xin nói cô gái sao không làm theo động tác cậu ta đã nói, nhưng mọi chuyện đã kết thúc có lẽ sẽ không quay lại được đâu. Câu chuyện thứ ba với vị khách là một người đàn ông. Trước tiên ông ta đã lấy ra lễ vật cho Xin là hộp bánh cá, nhưng làm Xin hết hồn tưởng ông ấy rút súng. Ông ta muốn nhờ Xin giúp mình vì mọi người nói nhìn mặt của ông ta khá dữ tợn nên sợ cảnh sát sẽ sớm gọi tên ông. Ông ta muốn Xin giúp mình luôn mỉm cười sau khi Xin điểm huyệt vào bụng khiến ông ta đau đớn nhưng tác dụng cực kỳ mạnh. Ông ta đi ngoài đường nhưng cứ cười như điên dại vậy đó. Chú cảnh sát muốn hỏi ông ta vài điều nhưng ông ấy chỉ cười như vậy. Xin lắc đầu mà đi vào. Câu chuyện thứ tư người khách này chính là siêu nhân Action Carmen. Anh ta bị đau lưng vì đây là người mình hâm mộ nên Xin không đòi tiền công và giúp đỡ anh ta luôn. Anh ta rất bận vì các bạn nhỏ cả nước đều mong chờ nên anh cần phải nhanh chóng hoàn thành việc của mình. Xin liền điểm huyệt giữa mông khiến anh ấy ré lên, nhưng anh lại cảm thấy thật khỏe khoắn rồi. Xin không đòi trả công mà cởi quần, để Xin chữ ký vào chiếc quần chip in hình mặt siêu nhân Action Carmen. Có một cô bé đang bị bọn ác vây bắt rất nhanh, anh siêu nhân đã xuất hiện, chỉ một vài cú đá đã hạ gục bọn bịt mặt và cứu cô bé thành công. Lúc này bỗng hiện ra một màn hình lớn, một con gà với tên là Thời Tiết Ảo. Nó cố tình bẫy anh siêu nhân ra khỏi khu vực Tokyo và giờ sẽ vỗ cánh phá hoại thành phố trước mắt anh. Lúc này anh siêu nhân nhớ tới những lời Xin dặn dò mà làm theo. Không ngờ sức mạnh của anh ta tăng lên có thể tiêu diệt được con gà ngay cả khi ở rất xa. Thế là họ đã làm biểu tượng ca ngợi cảm ơn Shinosuke-kun. Câu chuyện thứ năm một người phụ nữ tới dâng lễ vật và cầu xin Xin giúp mình, dù đã ăn kiêng thế nào cũng không có hiệu quả gì hết. Xin nhận lễ vật và nhanh chóng điểm huyệt ở bắp chân khiến người đó rất thoải mái. Khi về nhà người phụ nữ đó đã cố gắng ăn để bù đắp cho tháng ngày ăn kiêng của mình. Chẳng mấy chốc người phụ nữ đó với thân hình phì nhiêu của mình tới bắt đền Xin. Xin đọc lại sách hướng dẫn thì ra cậu ta đã điểm huyệt đúng vị trí giúp cho thân hình trở lên đầy đặn hơn. Lần này thì Xin sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của cô ấy rồi. Đúng là làm việc tốt 10 lần cũng không bằng xui một lần mà lãnh hậu quả các em nhỉ. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 266 P2 Uhaku đang đói. Mẹ đang hút bụi trong phòng và nhắc bố sắp tới giờ ăn trưa rồi. Nhưng bố vẫn nằm ngủ khò khò khiến mẹ bực bội. Mẹ nói hôm nay là ngày nghỉ mà bố lại ngủ quên như thế. Đột nhiên Bạch Tuyết gặm tô gõ vào cửa kính. Mẹ chợt nhớ mình chưa cho Bạch Tuyết ăn nữa. Mẹ gọi Xin mãi mà không thấy đâu. Mẹ nhăn nhó vì nghĩ chắc Xin lại đi chơi rồi, nhưng có tiếng Xin phía ngoài. Mẹ mở cửa sổ bất lực khi thấy Xin như một con lười đang bám trên xào đồ ngủ trưa. Mẹ bảo Xin mau cho vào nhà đi, Xin lại cố tình trả lời cà dề chậm chạm như con lười vậy. Mẹ đóng cửa cái sầm rồi nhào ra sân nhéo tai Xin một trận. Xin cảm thấy mẹ đúng là dữ như sư tử vậy. Xin lục tủ tìm thứ gì ăn, thấy hộp bánh chocopi Xin khoái lắm, đang tính ăn thì bố cản Xin lại. Cậu bực bội không chịu vì nghĩ mình chỉ ăn đồ ăn nhẹ trước bữa trưa thôi mà. Bố mẹ hôm nay có chịu nấu cơm cho Xin ăn đâu chứ. Bố liền cười lớn nói rằng hôm nay sẽ ăn cơm mực, Xin ngạc nhiên đòi được theo bố. Chỉ có Bạch Tuyết tội nghiệp ngồi nhà nhìn lá vàng rơi mà đói cồn cào. Bỗng dưng chuông cửa vang lên, thì ra là anh chị Sanmichi và Yoshirin tới chơi. Nhưng chẳng có ai trả lời cả, anh chị đi vào sân và ngó vào trong cửa kính không thấy ai ở nhà. Chị Sanmichi thấy thật tiếc khi làm bánh mang qua mà chẳng có ai ăn. Anh Yoshirin còn đau khổ hơn khi nghĩ mình chẳng được ăn ké cua làm sẵn. Mà bây giờ anh chị cần đi chơi không thể mang cái bánh theo được. Anh Yoshirin chợt nghĩ hãy để lại đây nhờ Bạch Tuyết trông coi. Chị Sanmichi nghĩ chiếc bánh tình yêu này thật có ý nghĩa và cả hai vui vẻ nhờ Bạch Tuyết coi nó và đi chơi luôn. Bạch Tuyết rất đói bụng nhưng cố lắc đầu không ngửi mùi bánh nướng. Một cơn gió thổi bay chiếc khăn trùng khiến chiếc bánh nướng lộ ra. Bụng Bạch Tuyết đã kêu ọt ọt, nó leo lên ngửi mùi bánh mà nước miếng sắp chảy dài xuống rồi. Một giọt nước miếng nhễu vào chiếc bánh, Bạch Tuyết lo lắng lấy móng vuốt muốn cào đi chỗ dính. Ai dè một miếng bánh vì thế bị rơi ra, Bạch Tuyết lo lắng gặm lấy tính bỏ vào. Mà bánh ngon quá Bạch Tuyết liếm liếm rồi đẩy vào miệng nhai luôn. Sau đó vì cơn đói mà nó đành nhai nhồm nhoàm hết cả cái bánh trên dĩa. Bạch Tuyết cảm thấy có lỗi vô cùng, lúc này mẹ và Xin cũng trở về nhà. Mẹ bực bội vào trong trước, Xin cũng lẽo đẽo theo sau càm ràm vì mẹ lại để quên ví tiền. Đột nhiên cậu ta dừng lại nhìn Bạch Tuyết, mẹ vô bàn lấy ví thì nhìn thấy hộp thức ăn của Bạch Tuyết. Mẹ bực bội đi ra mắng Xin sao có thể để Bạch Tuyết tội nghiệp nhịn đói chứ. Bố cũng mắng Xin phải có trách nhiệm với thú cưng trong nhà. Xin liền nghĩ cũng tại bố mẹ nhốt Bạch Tuyết ở nhà nên mẹ binh chi Xin u đầu khỏi phải cãi. Xin buồn bã đi sân, Bạch Tuyết cũng vội vã giấu chiếc đĩa đi mất. Xin đổ đầy đồ ăn vào tô cho Bạch Tuyết và xin lỗi nó. Nhưng thấy Bạch Tuyết nằm im trong chuồng, bố mẹ cũng đi ra xem. Bố lo lắng cầm tô thức ăn gọi Bạch Tuyết, nó vẫn không chịu ăn.
Bố mẹ lo lắng có khi Bạch Tuyết bị bệnh nặng rồi chạy vào nhà. Xin trấn an Bạch Tuyết đừng lo, một mũi tiêm của bố sẽ làm nó nhanh khỏe lại. Bạch Tuyết lắc đầu sợ hãi bỏ chạy, bố mẹ vừa mang hộp thuốc ra thì Xin đuổi theo Bạch Tuyết chạy quanh sân. Bố thì đâm sầm vào cửa còn mẹ cũng bị Bạch Tuyết nhảy lên đầu. Nó phóng lên cao may mà trúng vào anh chị San Michi. Chị ấy liền hỏi gia đình Xin đã ăn bánh nướng chị làm chưa. Bố mẹ ngớ người và hiểu ra thì ra nó không bị bệnh mà ăn quá no. Xin mắng Bạch Tuyết và hỏi lỗi của nó, mẹ liền mắng Xin vì chính cậu bỏ đói nó còn gì. Xin cười trừ ngại ngùng đỏ mặt, mẹ cũng xin lỗi anh chị San Michi. Nhưng anh chị ấy vẫn vui vẻ xoa đầu Bạch Tuyết. Anh Yoshirin còn khen bánh của chị làm ngon nhất thế giới rồi ôm nhau thắm thiết. Bố mẹ nhìn thấy cũng ngại thay, còn Xin thì đói quá rồi đây.